Hồi trên cao á, mẹ tụi bay hễ mở miệng ra là rao giảng đạo đức với dân, cái kiểu là như thể ta đây liêm khiết lắm á. Xin lỗi đối với những cái thể loại như tụi bay, tao xin thân ái được dí dái vào mặt của tụi bay, những thằng những con rất là xạo lòng. Mụ nội tụi bay, mẹ tao nói xạo lòng quá đi tụi bay ơi. Tao nói trong mấy thằng mấy con làm lãnh đạo á, 1 triệu thằng, 1 triệu con, đéo dư ra nổi một đứa lẻ mà không tham ô tham nhũng. Mẹ ta hỏi tụi bay, nếu như tụi bay không tham ô tham nhũng, tiền ở đâu ra? Dựa vô ba cái đồng lương vẽ rách của tụi bay sắm nổi bao nhiêu con siêu xe không? Tụi bay xây nổi biết bao nhiêu cái biệt phủ không? Tụi bay có tiền tụi bay mua máy bay riêng không? Có tiền bao biết bao nhiêu con bồ nhí, hay cho con cái của tụi bay ăn tàn phá hại không? Mẹ cái thứ xạo lòng, tao ghét nhất là mấy thằng mấy con xạo lòng. Lên tivi là leo lẻo cái mỏ, ra điều ta đây là cha mẹ của dân, ra điều ta đây là đạo đức lắm. Mẹ mà phàm những thằng những con hay mở miệng ra rao giảng đạo đức với tụi bay, thường là những thằng những con sống như lờ. Mẹ ta nói đâu xa, chỉ riêng trong cái vụ AVG của thằng Mobile Phone thôi á, đó. Thằng cha cụ bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khai nhận 3 triệu đô la Mỹ tiền tham ô. Thằng cha Tô Lâm khai nhận ăn 1.000 tỷ tiền hồ tiền tham ô. Đó, cái đó mới có 2 thằng thôi nha, trong một vụ thôi đó nha. Huống chi mỗi vụ biết bao nhiêu thằng, rồi mỗi một năm trên khắp cả nước biết bao nhiêu vụ. Rồi rốt cuộc, những đồng tiền tham ô tham nhũng đó chảy về đâu, ai chịu? Nếu không phải là dân đen của tụi tao. Rồi tao nói bắt đầu đổ lên nợ công. Đù, tao nói không biết làm cái đéo gì mà tao nói nợ công ngập đầu dân. Mấy trăm ngàn tỷ bạc. Mẹ dân có ăn có giọng được đồng xu các bạc nào đâu. Mà chia ra một phát mỗi thằng mỗi con dân đen mấy chục triệu nợ công lơ lửng trên đầu. Tao nói tới nỗi một đứa nhỏ mới sanh ra trên đời cũng phải gánh trên đầu mấy chục triệu bạc nợ công. Mẹ coi thử mất dạy không? Còn cái đám lãnh đạo tụi bay á, mẹ tụi bay ăn giọng mập thay, phì nộm mấy cái bản mặt của tụi bay á. Rồi tiền nhiều quá mà, đéo biết xài cái gì, bắt đầu đưa tiền cho con cái tụi bay đốt, tụi bay phá. Mẹ theo lời của một con quỷ cái, một cô chiêu con của một thằng quan chức lãnh đạo, thì mỗi một năm nó phá của ông già của nó 20 tỷ bạc trong vòng 5 năm liên tiếp. Một con quỷ cái khác, con của thằng quỷ già Nguyễn Bắc Son, thì nó ăn một phát 3 triệu đô la Mỹ tiền hối lộ từ thằng cha nó. Mẹ mới có 2 con quỷ cái cô chiêu thôi đó, mà nó phá hết nhiêu đó. Rồi thử hỏi, nguyên một cái đám quỷ đực quỷ cái, cậu ấm cô chiêu con cháu lãnh đạo của tụi bay, mỗi một năm nó phá hết bao nhiêu tiền, hả? Nó ăn hết bao nhiêu tiền thuế trên đầu trên cổ của dân tụi tao trên khắp cả nước. Mụ nội tụi bay, hỏi làm sao mà tụi bay không sống chết tụi bay bảo vệ đảng, hỏi làm sao tụi bay không sống chết tụi bay bảo vệ chế độ. Mẹ tụi bay phải sống chết tụi bay bảo vệ chứ, để còn cái chỗ cho tụi bay ăn, cho tụi bay phá, cho tụi bay đột, cho tụi bay khoét chứ. Mẹ tao nói một cái chế độ quần què, chỉ biết ăn giọng tới từng giọt mồ hôi háng của dân, chỉ biết mất dạy với dân, chứ đéo có lo xây dựng đất nước, đéo có lo giữ gìn biên cương biển đảo, thì sớm muộn gì cái chế độ đó cũng sẽ bị sụp đổ. Người dân chúng ta thay vì chỉ biết chăm chú vào những cái lợi ích nhỏ nhặt, thì xin hãy biết quan tâm hơn tới những chuyện to tát, thực tế hơn đang lơ lửng trên chính nồi cơm của mỗi gia đình của mình. Chúng ta trả giá từng đồng bạc khi đi chợ để tiết kiệm được thêm 1-2 ngàn cho cái bữa cơm của gia đình, nhưng chúng ta lại quên mất rằng bọn sâu bọ đang tàn phá hàng ngàn ngàn tỷ bạc trên ngân sách tiền của nhà nước. Tiền chúng nó tàn phá hàng ngày là từ chính đồng tiền thuế của người dân chúng ta. Cái tiền thuế mà lẽ ra chúng ta hay chính con cái chúng ta phải được hưởng lợi lại được từ hệ thống đường xá, hệ thống bệnh viện, hệ thống trường học khang trang và hàng trăm ngàn cơ sở vật chất khác, chứ không phải là những hệ thống nghèo nàn, tồi tàn, sập sệ nhưng lại vô cùng tốn kém mà chúng ta đang phải thừa hưởng ngày hôm nay, cùng với những món nợ công khổng lồ